Cái chỗ này nó có cái rễ dưa nè các bạn. Vườn nhãn rễ dưa. Thì hai bên đường thì người dân mới hái dưa thu hoạch ra là người ta bán trực tiếp hai bên đường luôn các bạn. Đoạn này là huyện Kế Sách, đường Nam Sông Hậu, hướng về Cần Thơ nha các bạn. Thì mình review cho các bạn xem thôi chứ không có ghé mua đem về được các bạn ơi. Do đó là mình cũng không biết cái giá cả nó bao nhiêu nha.